cho phần nhân vào, mỡ hành, đậu phộng rang này, nước mắm. Rồi ok, lúc lấy cái bánh của mình để nguội mình vẫn lấy ra bình thường được mọi người ạ. Vừa rồi mình quên mình không lấy thử cho mọi người xem. Mọi người xem video nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé mọi người. Ăn rất là ngon mọi người ạ. Bánh bèo ngon lắm. Mình sắn nó ra từng miếng như thế này nè. Đó. Xin chào tất cả mọi người nha. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh bèo nha mọi người. Ở đây thì mình có chuẩn bị 120g gạo. Cái gạo này thì mình đã ngâm qua đêm. Ngâm qua đêm với cả mình ngâm hết buổi sáng luôn. Bây giờ là đầu giờ chiều bắt đầu mình lấy mình làm này. Cái gạo này sau khi ngâm qua đêm thì mình sẽ đem đi mình xay nhá. Nhưng mà cái nước chua mình ngâm gạo như thế này này là mình sẽ đổ nó đi để mình lấy cái nước khác mình xay nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào cối để xay. Rồi. Mình xay cái phần gạo này thì mọi người đổ ít nước thôi nhá. Đổ ít nước thôi thì nó mới mịn, còn nếu mình đổ nhiều nước quá thì nó không mịn được đâu, kiểu nó bị lợn cợn đấy. Mà với cả cũng tùy vào cối nữa. Cối VIP thì không việc gì, nhưng mà mấy cái cối nhỏ nhỏ như thế này thì phải xay ít một, với cả là phải đổ ít nước thì nó mới nhuyễn được. Rồi, mình đổ ít thế này thôi. Cái phần gạo ngâm mình xay xong thì mình sẽ lược qua rây một lần nhé, để xem là cái gạo của mình nó được xay mịn chưa. Còn nếu như chưa mịn thì mình sẽ đem đi mình xay lần thứ hai. Còn nếu như nó mịn rồi thì thôi. Nó vẫn chưa được mịn lắm, nó vẫn còn lợn cợn này. Cái chỗ này thì mình sẽ đem đi mình xay lại một lần nữa. Đây là cái phần gạo ngâm mà mình đã xay lại lần thứ hai nên bây giờ thì nó đã mịn rồi. Để cho cái phần bánh bèo của mình nó được dẻo hơn, dẻo dai dai ấy, thì ở đây mình cho vào 20g bột năng nữa nhé mọi người. Cái này thì nếu như mình thích ăn nó dai dai một tí thì mình cho vào, còn nếu không thì thôi. Cũng với cả là tùy vào cái gạo mà mình đem mình làm đó. Nếu như cái gạo của mình nó dẻo quá thì không cần phải cho thêm bột năng đâu. Ở đây là 20g, gần 2 thìa này này, 2 thìa canh đầy. 2 thìa canh đầy, 20g bột năng. Lần này mà phèo nữa là cho nó rụng luôn, khỏi bánh bèo bánh biếc gì luôn. Đây là một trong những cái món mà mình bị sukana nhiều nhất luôn đấy. Ok, phần bột năng nó tan hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ để cái tô bột của mình ở đây cho nó nghỉ tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nhé, hoặc là 2 tiếng cũng được. Trong cái lúc để cho bột nó nghỉ thì mình đi chuẩn bị cái phần nhân nhé. Ở đây là mục nhĩ mình đã ngâm sẵn rồi. Mọi người thái và băm nhỏ nó ra như thế này nhé. Chuẩn bị thêm cho mình một ít thịt nhé. Cái phần thịt mình chuẩn bị thì nó mình lấy cái phần thịt ba chỉ ấy, nó có một ít mỡ thì cái phần nhân của mình ăn nó sẽ ngon hơn. Ăn kiểu có mỡ heo thì ăn nó béo béo á. Bỏ cái phần bì rồi mình cũng băm nhuyễn lên như thế này luôn nhé. Còn hành tím thì mình cũng thái luôn để tí cho vào xào chung với nhân cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nhân luôn nhé. Cho hành tím vào. Cái cánh hành nó săn săn, nó vàng vàng như thế này rồi thì cho thịt vào. Đấy.
cái phần thịt nó tái tái rồi thì mình cho cái phần mục nhĩ vào, nấm mèo mục nhĩ. Rồi cho vào đây một ít muối nhá, một ít nước mắm, rồi một ít bột ngọt, thêm xíu nữa đi cho nó nhớ lâu, đường, rồi đảo đều lên đã. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước nhé, thêm xíu nữa. Rồi. Sau khi nêm nếm lại cho nó vừa ăn thì mọi người chuẩn bị cho mình một ít bột năng nhé, tầm một nửa lon thìa canh, pha ra rồi cho vào đây luôn, cho cái phần nước nhân của mình nó sệt sệt một tí. Rồi, mình cho vào đây hai thìa tương ớt. Rồi, ok, cái phần nhân của mình nó chín rồi. Rồi, tắt bếp. Ngon lắm mọi người ạ, thơm lắm. Mình đi chuẩn bị thêm một ít lạc rang nhé. Lạc rang thì đã rang chín rồi. Còn đây là mỡ hành này, chuẩn bị thêm một ít mỡ hành cho nó thơm. Đây là cái phần bột thì mình đã đẻ nó được một tiếng. Thì cái phần bột của mình nó lắng xuống dưới này. Lắng xuống dưới thì mình sẽ gạn cái phần nước ở trên ra nhé. Cái này mình gạn ra bao nhiêu thì mình cho vào từng đấy nha mọi người. Mình sẽ thay bằng cái nước sôi. Mình sẽ thay bằng cái nước sôi cho vào đây nhé. Mình gạn ra một bát thì mình cho vào một bát nhé. Mình gạn ra bao nhiêu thì mình cho vào từng đấy. Đây là cái phần nước sôi thì mình đã nấu sẵn này. Mình cho vào từ từ, mình cho đến đâu mình đảo đến đấy. Cho cái nước sôi vào như thế này là để cho cái phần bột của mình nó được chín dở sống dở ấy. Kiểu nó giống như kiểu hồ ấy mọi người. Khi mà nó ở cái dạng hồ thì mình lúc mình cho bột và mình hấp thì cái phần bột nó sẽ không bị lắng xuống dưới đáy chén nhá. Đấy, mình cho vào bao, mình lấy ra bao nhiêu thì mình cho vào từng đấy. Đảo đều như vậy là được. Mình sẽ cho thêm vào cái phần bột này một xíu muối nữa nhá. Rồi đảo đều lên. Mọi người chuẩn bị sẵn cho mình một cái nồi nước sôi để hấp bánh nhé. Còn cái vung thì mình nên lấy cái chảo sạch, mình bao cái vung lại để cho nước nó không vào, nó không rớt lại ngược vào bánh nhé. Để cho nước nó không rớt ngược lại vào bánh nhé. Rồi, nhà có bao nhiêu bát thì lốt hết ra nha. Bữa nay mình làm ít nên là không cần phải lấy nhiều. Nếu như mọi người ăn nhiều thì làm nhiều, mình có thể gấp đôi cái lượng bột lên. Hấp chén trước 3 phút để cho chén nó nóng. Rồi, chén hấp được 3 phút và bây giờ mình sẽ cho bột vào nhé. Trước khi cho bột vào thì mọi người khoáng bột ở dưới đáy tô lên nhé. Dưới đáy nồi lên nhé. Khi mà cho bột vào ấy thì mọi người nhớ là phải để ở cái mức lửa to nhất nhé. Lúc nào cái nồi nước hấp của mình nó cũng phải sôi sục luôn đấy. Sôi sục thì nó mới được. Ok. Cái nồi hấp của mình nó nhỏ lắm, một lúc mình hấp 2 cái thôi. Đậy vuông vào. Tùy bánh dày hay là bánh mỏng, to hay là nhỏ nhé. Với mình dùng cái chén ăn cơm như thế này thì mình hấp 10 phút. Lửa to nhất nhé, nhớ lửa to nhất đấy. Ui, khói bốc mù mịt luôn.
Mọi người thấy khoái bơ không? Bánh hấp được 10 phút. Rồi. Xoáy tít thò lò luôn, lần này thành công nhé mọi người. Quá tam thì ba bận. Đấy, bánh của mình ok rồi này, xoáy tít thò lò luôn. Giờ lấy ra đã. Bánh đổ hơi dày nên là mình hấp hơi lâu một tí để cho nó chín. Rồi bây giờ mình hấp thử một cái kiểu này nhé, là mình không có làm nóng chén trước, mình cho chén vào rồi mình đổ bột vào luôn, xem là có phải là nó xoáy là do chén nó phải hấp trước hay là không. Làm một cái một thôi. Rồi, bánh này hấp được 10 phút. Giờ mình lấy bánh ra nhé. Cũng xoáy luôn nhé mọi người. Cũng xoáy luôn. Để mình lấy bánh ra đã. Vậy là cái bánh xèo của mình nó xoáy hay là không xoáy không phải là do mình hấp chén trước hay là không hấp đâu. Vừa rồi là mình hấp một cái là không có hấp chén, không có làm nóng chén trước đấy. Cái bánh của mình nó vẫn xoáy. Mình vẫn chưa nhìn kỹ là nó có khác nhau mấy hay không, nhưng mà nó vẫn xoáy nha mọi người. Xoáy tít thò lò. Rồi, hai cái này mình cũng không làm nóng chén luôn. Mình hấp, mình cho vào cái là mình cho bột vào luôn. Cái này là mình làm, mình chia sẻ với mọi người nên là không có con lươn nào ở đây đâu nhé. Nhưng mà cái bếp là lúc nào mình cũng bật ở cái mức lửa to nhất này. Cái nồi của mình lúc nào cũng phải sôi sùng sục luôn đấy. Đây là cái mẻ bánh. Đây là cái mẻ bánh thứ 3. Nhưng mà cái này là mình để nó sôi lâu quá mọi người. Mình để nó sôi lâu quá. Nó vẫn xoáy nhá. Vừa rồi là mình cái mẻ bánh thứ 3 này mình cũng không làm nóng chén luôn. Thôi bây giờ để mình hấp nốt lượt nữa đã. Rồi mình sẽ so sánh mấy cái bánh này với nhau nhá. Trong cái lúc chờ bánh nguội thì mình sẽ đi làm nước mắm nhé. Mình sẽ đi làm nước mắm. Mình dùng 2 thìa đường. Hai thìa đường, hai thìa canh này thì nó hơi nhiều, mọi người đong phơi thôi nhé. Hai thìa đường này, hai thìa nước mắm với cả 7 thìa nước, một quả ớt với cả 2 lát chanh. 2 lát chanh thì vừa rồi được 3 thìa nước cốt đấy. Mình nếm lại xem. Ok, chua chua ngọt ngọt. Đây là 6 cái bánh. Cái số gạo hôm nay mình ngâm thì mình đổ được 6 cái bánh như thế này. Vậy là cái lượng nước mình dùng là tổng cộng là 275ml nhé mọi người. Lúc đầu xay gạo 2 lần là mình cho vào 150ml. Đến lúc ủ bột xong thì mình lấy ra 100. Rồi mình cho vào 220 nữa. Nếu như mà mọi người làm nhiều hơn ấy thì mình cứ bù vào cái lượng nước mình lấy ra đã. Rồi mình hấp bánh thử, nếu như đặc quá thì mình cũng cho thêm. Còn nếu như được rồi thì thôi. Còn với 120g gạo thì hôm nay mình dùng là 275ml nước nhé. Còn đây là cái bánh, hai cái bánh mình hấp đầu tiên này. Hai cái bánh mình hấp đầu tiên thì là bánh này mình đổ nhiều bột nhé mọi người. Lưng chén này, xoáy tít thò lò, mặt bánh nhẵn này, bóng nhoáng luôn. Cái này mình không bôi dầu ăn vào chén này, và cũng không pha dầu ăn vào bột luôn. Bây giờ là tầm 3:30-4 giờ chiều nên là nó hơi ồn tí, mọi người thông cảm nhé. Đây là cái, nếu như mà mình thấy bánh nó nhẵn mà nó bóng như thế này thì mình không cần phải cho dầu ăn đâu mọi người. Đấy, đây là hai cái làm nóng chén trước, mình hấp thì nó xoáy như thế này. Còn đây là hai cái sau không làm nóng chén, nó vẫn xoáy
Nhưng mà bột thì mình cho ít hơn nên là xoáy nó sẽ ít hơn nhá mọi người. Bột mình cho ít hơn và xoáy nó sẽ ít hơn. Nhưng mà mình nhìn hình như là nó xoáy không đẹp bằng hai cái đầu. Còn cái này là mình hấp cuối cùng đây. Mình hấp cuối cùng, bột nó nhiều hơn một xíu. Cái mặt bánh thì nó vẫn cứ bóng với nhẵn như thế này. Đấy, nên là mình không cần phải cho dầu ăn nữa. Còn cái việc mà làm nóng chén trước hay là không làm nóng chén trước thì cái bánh của mình nó vẫn xoáy như thế này nhá mọi người. Là quan trọng là ở cái nhiệt độ ấy. Quan trọng là ở cái nhiệt độ nó phải ổn định. Với cái thứ hai là cái bếp mình là phải lúc nào cũng phải vặn to lửa hết cỡ luôn. Bởi vì nó phải sôi sùng sục ấy. Mọi người lúc thấy cái nồi của mình hấp nó sôi nước không? Hơi nó đẩy mạnh ra y như vậy đấy. Thì cái bánh của mình nó sẽ xoáy nhá. Cái bánh của mình nó sẽ xoáy như thế này. Rồi. Vậy thôi. Bây giờ thì cho topping. Để mình cho thêm một ít nhân vào đây nhé. Ăn nhiều nhân cho nó ngon. Mời mọi người ăn một miếng bánh bèo với mình nhé. Đấy, cái bánh của mình để nguội mình vẫn lấy ra bình thường được mọi người ạ. Vừa rồi mình quên mình không lấy thử cho mọi người xem. Bánh rất là ngon, vừa phải mọi người, nó không quá dẻo. Mình sắn nó ra từng miếng như thế này luôn nè. Đấy, mình sắn nó ra từng miếng được như thế này. Nó không quá dai. Mọi người xem video nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhé mọi người. Ăn rất là ngon mọi người ạ. Bánh bèo ngon lắm. Mình sắn nó ra từng miếng như thế này nè. Đó. Ngon. Hẹn mọi người video sau nhé.